Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cho biết đã ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bến Tre, thành viên của công ty cổ phần tập đoàn Pacific Healthcare. Đối với dự án này, hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu với Ban nhân dân tỉnh thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bến Tre. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước đó, tháng 6 năm 2021, Cục Thuế tỉnh đã có công văn về đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bến Tre. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các khó khăn dướng mắt liên quan dự án này là do công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bến Tre nợ tiền thuê đất, vi phạm pháp luật về đất đai và không có khả năng tiếp tục triển khai dự án được biết dự án bệnh viện đa khoa Bến Tre cơ sở 2 bệnh viện Pacific Healthcare được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đã làm lễ khởi công vào năm 2019 tại quốc lộ 60 ấp 1 xã Xuân Đông thành phố Bến Tre công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Bến Tre làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng quy mô dự án công suất thiết kế 450 giường bệnh thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2022